Hỏi lên YouTube luôn.
Hà Lâm Yêu Sức. Con ăn gì chứ? Ăn chung với mẹ, ăn gì đây? Con ăn cơm. Ăn nè. Làm gắp cho nó con cơm lên thôi. Cái gì? Gắp dần cho nó con cơm lên. Chén nó có mà. Cái này có rồi. Cái này em đừng có có. Mày nói gắp cơm cho em đi. Ờ, còn là mày muốn cho ăn. Ờ, thằng này. Mẹ nó lộn, nó động. Ăn, ăn súp hay ăn cơm? Sao? Dạ, nó biết mà. Nó không chịu ngồi kế thì sang. Giờ cho nó qua bên cái. Qua cái gì đi. Hai thằng nó ngồi gần cái em. Nói là đi sang ngồi kế mà ngồi. Mà con ngoại ngồi đó. Vô ngoại ngồi kế em đi. Kế sang đi, nó đi ra. Nó lộn quá. Nè con cái à. Ủa con chấm không? Con không muốn này hả? Muốn này ngon mà. Anh cứ chọc vô nhà nó hết giờ. Chọc con vô cho mà hết. Thẩm lấy đất định mới. Con cái nào? Ông ngoại đâu? Ông ngoại đâu hay lâu? Lâu. Nội đếm đâu? Nội đâu? Nội đếm đâu? Bà nội đâu? Bà. Chị về ở đây đâu? Đang đâu? Mẹ sinh đâu? Mẹ sinh nhớ. Hàng đâu? Con em sắp mà nó mất hàng. Hàng nó đâu? Ủa? Em đi đâu? 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 Em đi And I already watched that. Yeah.
muốn ăn thì thôi đưa cho biết cho mà vậy chứ tặng ai cái gì bắt đầu phải tặng dữ lắm mới được. Tặng dữ lắm mới được chứ đâu phải đi tiền được đâu. Mẹ không 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 Thank you.
Ăn thử đi, nó sợ lắm. Nhà hàng của bây giờ bán nhiều lắm, tặng lắm. Không có dạ. Cho nhưng mà ít lắm cá. Cho bao nhiêu cá? Cá. Ngồi khách vào ngồi vào. Bao nhiêu công ty hàng khoảng? Đó. Bao nhiêu công ty nào khoảng? Đồ ăn là đặt đồ ăn ví dụ ai đặt đó. Thì cái chỗ đó nó lại xếp luôn bà. Bà đi xong ấy luôn. Dạ, ông bà không cần xếp luôn. Dạ. Có cắm nào nó đỡ cắm. Cắm nào. Cắm nào. Cắm nào. Cắm nào. Cắm nào. Okay, bye.